Dạ, Lan Thăng Sài Gòn xin kính chào tất cả các bà con trong nước cũng như ngoài nước. Lời đầu tiên cho phép tôi gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong sống. Dạ, bà con vào xem chương trình, vui lòng cho Lan Thăng Sài Gòn xin một like. Bà con nào chưa đăng ký kênh, vui lòng đăng ký để nhận những cuộc trò chuyện mới nhất từ kênh Lan Thăng Sài Gòn bà con ha. Thưa quý vị, tối hôm nay tôi vẫn tiếp tục quay lại câu chuyện của là cô Bí Ẩn và gia đình của dì Hai. Liên quan đến cái số tiền là 4 tỷ 530 triệu mà gia đình đã có những cái động thái, đó là đâm đơn tố giác cái hành vi đang có cái dấu hiệu là lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gia đình dì Hai. Thì cũng chính từ cái vấn đề đó thì trong những ngày vừa qua bà con chúng ta cũng đang quan tâm cái sự việc này. Và xin thưa quý vị, cái sự việc này thì hiện bây giờ cũng là đang nằm ở cơ quan cảnh sát điều tra. Người ta cũng đã tiếp nhận đơn và cũng đang có những cái động thái, cũng đã làm việc với gia đình. Tuy cái quá trình làm việc với gia đình như thế nào cũng là một trong những cái điều nó bí mật. Tuy nhiên bên cơ quan người ta cũng đã có cái động thái đó quý bà con, cho nên cái thông tin này cũng để cho bà con có những cái để mà nắm bắt, một trong những cái nó sơ bộ như vậy. Tuy nhiên đó, từ lúc mà gia đình của dì Hai đâm đơn để tố giác hành vi đang có cái dấu hiệu là lừa đảo chiếm đoạt tài sản của cô Bí Ẩn, thì cô Bí Ẩn như là đứng ngoài không yên quý vị. Bắt đầu là cô kể như là cô điện qua kênh này, là cô điện qua kênh kia, rồi cô có những cái lời lẽ là cô kể như là sẽ đâm đơn để đi khởi kiện kênh này kênh nọ kênh kia. Nhưng cái vấn đề ở đây đó, cô điện qua cho cái kênh của Thanh Hải, cô tự cho mình là cái mang tên Bí Ẩn luôn. Không biết là cô này cô làm lại cái giấy khai sinh hay là cô làm lại căn cước công dân, là cô thay tên đổi họ từ lúc nào. Từ một cái tên tôi nghe nói là cũng đẹp đẽ lắm mà bây giờ bảo rằng là mình là người Bí Ẩn. Bây giờ đâu còn Bí Ẩn nữa quý vị, bây giờ gọi là bí hiểm rồi, không còn là Bí Ẩn nữa. Tên Bí Ẩn là ngày xưa rồi, ngày xưa là bản mạch của mình nó chưa lên đó thì người ta còn gọi là Bí Ẩn, nhưng bây giờ gọi là bí hiểm rồi chứ Bí Ẩn đâu ra. Đấy không? Người ta lên mạng người ta phân tích là cô Bí Ẩn mình là cái gì mà điện qua để kiện người ta, đã hăm dọa người ta, đúng không? Mà những thông tin anh em lấy được từ đâu? Người ta nói rằng đó là đang có cái dấu hiệu đang có dấu hiệu ngang lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cái dấu hiệu nó khác và người ta kết luận nó khác nhau hoàn toàn. Khi nào người ta chỉ thẳng vô mặt đó là lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lúc đó là mình mới lên tiếng. Còn đang có dấu hiệu thì người ta đâm đơn, người ta tố giác thôi. Gia đình ở đây đó, tất cả thông tin anh em nhận được là từ cái gia đình của anh Vũ. Anh Vũ là dưới gì hay là một trong những người đó là chia sẻ với tất cả các anh em trên không gian mạng, đúng không? Người ta cũng đâu có kết luận mình là thế này thế nọ thế kia, mà người ta nói có dấu hiệu thì người ta đâm đơn, người ta tố giác. Vậy đó quý vị, mà cô này đó, cô lại là cô điện qua kể như là cái kênh này kênh nọ kênh kia để cô thể hiện cô là bây giờ đó là thay tên đổi họ rồi. Ngày xưa nghe nói là cái tên chi đó tôi cũng không nhớ cái tên, mà bây giờ cô bảo rằng Bí Ẩn là tôi đây. Những ngày vừa qua các anh lên nói là Bí Ẩn hả, bây giờ Bí Ẩn điện cho anh đây. Bí Ẩn là tôi đây nè, trời đất thánh thần thiên địa, bà lấy cơ sở đâu bà cho bà là Bí Ẩn? Bà là đang chắc là bí hiểm rồi, không còn Bí Ẩn nữa. Người ta nói là Bí Ẩn là mắc gì tới mình đâu mà mình phải lên tiếng nhột sao ta? Chẳng lẽ bây giờ mà nói thật sự mà cái cô Bí Ẩn này cô nhột sao ta? Khi nào người ta đập cái căn cước công dân của mình lên đó, rồi lúc đấy là mình mới nói chuyện chứ. Còn bây giờ người ta nói Bí Ẩn thôi, thậm chí có nói tên của cô đi chăng nữa thì cô cũng không có một cái chi mà cái cơ sở nào để cô đi kiện người ta hết trơn đó. Đó không? Hình ảnh tất cả là người ta cũng là che kín cái mặt hết trơn hết trọi rồi. Đó, vậy mà bây giờ bảo rằng cô Bí Ẩn là cô điện qua cô dọa, cô điện qua cô hâm. Đó, bà con nghe nè, đây là chính người mà tự cho mình là người Bí Ẩn rồi lên để mà điện hâm dọa nè. Mà không biết là cô Bí Ẩn này có phải là cô Bí Ẩn trong cái vụ của là anh Vũ hay không nha. Cái này thì nó thật sự cần cái sự xác minh từ cộng đồng mạng nha. Tôi cũng không có kết luận quá vậy.
tôi thích là tôi lên tôi đặt những dấu hỏi chơi vui đó, rồi giả sử đụng ai nói đụng đâu, chứ còn mình không có kết luận vì mình đâu phải cơ quan chức năng, mình đâu là cái gì đâu mà so với cô bí ẩn là mình là giống như hạt cát giữa sa mạc thôi, đúng không? Cô là một trong những bà trùm mà quản lý coi như là từ cái hàng mà đại học và trên đại học là 500 người. Thế giới cái mình đó nó thật sự quý con nó như là một hạt cát giữa sa mạc, nó chẳng là cái gì cả. Cho nên cô bí ẩn này đó, không biết vì lý do chi mà cô tự nhận mình là bí ẩn, rồi tự dọa, tự là cái như là khẳng định là những ngày gì qua các anh đang nói về tôi đó, ủa, đang nói về mình không có thôi chứ mắc chi mà mình phải đi kiện người ta, đúng không? Đang nói về một cô bí ẩn nào đó mà bây giờ mình nhận ôm là đây là của tôi đây, đây là của tôi đây. Các anh nói những ngày gì qua câu chuyện các anh là của tôi đây, bây giờ tôi đi kiện các anh được không? Có nghĩa là cô này cũng có những cái vấn đề nào đó cho nên cô mới là chạnh lòng, gọi là chột dạ, cho nên cô mới đăng đơn cô kiện thôi. Bà con nghe cái này nha, mà tôi nghĩ rằng chắc ai nghe cũng tức thôi chứ không phải riêng là tôi. Thấy nhiều cái nó tào lao chứ, đúng không? Alo. 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 Số điện thoại là cái của kênh của anh Thanh Hải không? Dạ đúng rồi. Tôi là cái người mà anh đăng tin tôi lên đó, anh kêu con bí ẩn đó. Anh nhận ra tôi chưa? Đó, bà con thấy tào lao chưa? Tôi là cái người mà anh đăng tin tôi lên, cô bí ẩn đó, anh nhận ra tôi chưa? Ủa, bí ẩn là ai? Mình bí ẩn là mình có ngoan đó. Nha, mình có ngoan đó là mình điện qua, vỗ ngực xưng tên rầm rầm vô. Tôi nè, tôi là người này nè, tôi ở vị trí này nè, căn cước công dân tôi là số này nè, có phải những ngày qua anh gọi tôi hay không? Dạ nè. Đó. Chứ còn người ta nói bí ẩn ảnh hưởng gì tới mình? Người ta nói bí ẩn mà nó thật sự chẳng lẽ mình là tên bí ẩn? Mà giả dụ mình tên bí ẩn thì cái số căn cước công dân của mình người ta chưa lôi ra, đúng không? Tên trùng tên, đúng không? Bây giờ một là bí ẩn, hai vô danh, hoặc là bí hiểm đó, ba cái đấy mình chọn cái nào thì lo mà làm cái giấy khai sinh ngay đi. Sửa lại giấy khai sinh, căn cước công dân sửa luôn đi, rồi mình lấy đó mình đi kiện người ta. Bây giờ người ta lên nói cô bí ẩn vậy, trời ơi, bà điện qua kênh này kênh nợ em kia là bà đòi kiện quý vậy. Đó, kênh cho quý bà con. Alo. Alo. Số điện thoại là cái của kênh của anh Thanh Hải không? Dạ đúng rồi. Tôi là cái người mà anh đăng tin tôi lên đó, anh kêu con bí ẩn đó. Anh nhận ra tôi chưa? Ủa, bí ẩn là ai chị? Bí ẩn là ai? Anh là cái người đăng đó, công an bên an ninh mà anh chưa? Đà, bí ẩn là ai anh đăng đó? Trời đất thánh thần ơi. Nhiều lúc là nó thật sự nhiều bí ẩn quá, chẳng biết bí ẩn nào, do đăng nhiều bí ẩn lắm. Bí ẩn nào mà cái như là đi tổ chức là cái trục vớt cái vật chứng mà. Rồi bí ẩn nào mà đi ra Hà Nội là mất 1 tỷ tư của gia đình anh Vũ nè. Rồi bí ẩn nào mà vực mộ là cái như là mất 1 tỷ nè, trong nhiều bí ẩn lắm. Chỉ là người bí ẩn nào? Hỏi liền cho quý vị. Người ta nói bí ẩn đâu có nói tới mình đâu. Khi nào người ta gọi tên mình đó, đọc số căn cước công dân mình lên là lúc đó là mình nghĩ ra là mình. Còn tên trùng tên mà cái này đâu phải gọi tên. Đây là bí ẩn, bí danh, bí lù mà đâu phải tên của mình. Đó quý bà con thấy nhiều cái mà nó kinh như dây đàn không? Tôi đó cũng kỳ cục kẹo chứ. Vậy mà lên bả tự bả nhận bả là bí ẩn luôn. Thôi mà ngày xưa đó bả điện qua chỗ nông dân thất học bả chữ nó. Tôi nói cho anh nghe nè. Tôi là một người có địa vị nè, tôi là một người là có cái công ty, có cái nhân viên từ đại học đến là cao học toàn chính quy không nè, tôi biết là tôi đang làm gì nè, rồi bây giờ nè, tôi vô tôi vì cháu của tôi nè, tôi giúp gia đình cháu tôi nè, tôi bán 1% cổ đông, tôi về Việt Nam tôi điều hành tài chính để giúp gia đình cháu tôi nè, đồ quá trời quá đất, cái chi cũng nè hết trơn trọi với con. Mà nó thật sự tôi mà tôi đi nhắc lại câu chuyện bà này là cái miệng của tôi nó cũng mối cái miệng đó. Tôi đang mong chờ là cái như là chỗ cơ quan chức năng người ta đã vào cuộc điều tra cho nó nhanh gọn lẹ, để cho những người mà cái như là họ cái như là lươn lẹo trong câu chuyện của gia đình anh Vũ đó,
đó, thì họ cũng phải có một cái giá mà nó nhận. À, nhận một cái giá vậy thì cộng đồng mạng chúng ta đó mới là cảm thấy phấn khởi. À, và chị Kim Hà đó, chị cũng được an lòng vì ít ra đó, vì ít ra là hai đứa con của chị nó không còn cái cảnh sống mà không còn cơm ăn, nó không còn cảnh sống mà đi học, không còn tiền để đi xe buýt, đúng không? Để cho những kẻ mà gọi là gian ác đó, tự nhận mình là bí hiểm, bí ẩn, bí lùi đó, nói thật sự phải có cái ngày trả giá. Khi nào người ta đưa cái mặt mình lên rồi người ta quơ quơ đây rồi chỉ thẳng vô mặt, đây là cô bí ẩn, người đây là bí ẩn, mình mới ấy chứ. Rồi bây giờ đi kiện người ta mà tôi hỏi rằng người ta nói bí ẩn người ta đâu đó mình, đúng không? Mình bây giờ nhận là bí ẩn rồi hả? Thế bây giờ cái số căn cước công dân bí ẩn là bao nhiêu? Nhiều lúc bảo làm đơn là tôi là Nguyễn Thị A, tên tôi ở cái như thế này, khác bí danh của tôi là bí ẩn hả? Trời đất thánh thần ơi, khi mà người ta ra cơ quan chức năng, người ta căn cứ vào căn cước công dân của bà cho biết bà bí danh là chi, đúng không? Tên thường gọi của bà là gì, ai đâu quan tâm? Đó. Người ta cấp cho bà cái số căn cước công dân là trên cái cơ sở là gì, cái tên trong giấy khai sinh kèm theo cái số căn cước công dân đó, chứ còn không ai mà nói cấp cho cái chị bí danh đấy là cái số căn cước công dân đó. Bà tào lao, bà lên bà điện cho Thanh Hải, rất là bà dọa, trời ơi tôi đi kiện anh nè, hiện bây giờ tôi đang ngồi giữa mấy anh kể như là công an ở đây nè, đấy các anh nghe đi, các anh nghe đi, đó nó nói em như vậy đó, nó nói em như vậy, các anh thấy tức không? Trời đất thánh thần ơi, bả đi anh dạ luôn quý vị, tôi không biết bả ngồi với ai mà bả giống như là bả như mà cứ trẻ con mà đòi mẹ mua kẹo mà không chịu mua đấy quý vị. Trời ơi, cứ là nhảy xong rồi nằm ngửa ra mà nói đấy thấy chưa, anh nghe nó nói em chưa, nó nói em mấy ngày vừa qua mà bây giờ nó chối nè, anh coi đi. Trời đất thánh thần, coi ông nậu tôi sao mà coi, coi sao bó tay bó chân luôn quý vị. À, vậy đó, cái mấy ngày vừa qua nó thật sự có nhiều cái thông tin mà nó cũng động trời động đất chứ. À, xuất hiện đâu ra người bí ẩn mà bây giờ điện thoại rồi hăm dọa chờ tôi sẽ kiện anh. Nha, là tôi đã gửi, tôi đã làm đơn khởi kiện anh rồi. Và chính thức tôi yêu cầu anh gỡ bỏ tất cả những cái clip liên quan tới hình ảnh của tôi và tất cả những gì anh nói không đúng sự thật. Cái nào là không đúng sự thật? Khi nào nó tới nhà mình, nó quay phim vô cái nhà mình rồi nó đặt cái tên của mình, nó gắn cái hình của mình lên rồi nó nói không đúng sự thật chứ. Còn cái này gia đình anh Vũ cũng lên là tố giác cô bí ẩn. Vì cô bí ẩn này cá cộng đồng mạng là từ trước giờ chỉ biết là cái cô bí ẩn thôi, đúng không? Chứ đâu có biết là cô là tên gì, đâu biết cô là con ai, người nào sinh ra cô, quê quán cô ở đâu, thì nó thật sự bây giờ cộng đồng mạng còn đang mơ hồ mà, đúng không? Nhiều lúc tôi nói bản thân anh Vũ còn đang mơ hồ đó. Tôi nói thật sự quý vị đó, có nhiều cái mà nó cực kỳ. Bây giờ anh Vũ vì sao mà mất 4 tỷ 530 triệu anh còn không biết vì sao đó quý vị. Có một số bà con bảo rằng đó là lúc bà này bà vô là bà coi như là bà đưa 7 đồng xu, là nghi ngờ, đang nghi ngờ là bà này chơi ngải. Chơi ngải dùng 7 đồng xu để mà giống ngải nói đó. Rồi nói gì đó là cái như là gia đình cũng phải nghe. Thậm chí là bây giờ là bà vô bà phát từ lớn tới nhỏ cứ một người là 1 đồng xu vàng. Nó là chơi ngại nói. Nhưng mà tôi thật sự quý quan tôi không có mơ tính. Tôi nghĩ bà này bà đánh vô cái gọi cái tâm lý mà gia đình đang có cái nhu cầu. Đang có nhu cầu biết sự thật liên quan cái chết của con em mình. Rồi bà loàn vô đấy bắt đầu là bà tác động cái tư tưởng. Cái mục tiêu bà này bà đi là bà đã tác động cái tư tưởng. Thứ nhất là giống như những cái clip trước tôi chia sẻ đấy, bà thể hiện bà thân thế của bà là nó khủng khiếp lắm. Tôi có mối quan hệ nè, tôi là cái như là trong tay là nắm 500 anh em là từ cái trình độ đại học trở lên đó. Tôi cũng là một trong những cái trong cái ban kiểm soát tài chính, phó ban kiểm soát tài chính ở một cái công ty cỡ như là tập đoàn nước ngoài, ở một tập đoàn nước ngoài nè. Tôi cũng là từ đi mây về gió rồi, cuối cùng bà này tự nhiên bảo vệ bà thành một Tôn Ngộ Không. Đi mây về gió Tôn Ngộ Không thôi. Đấy. Dùng cân đấu văn quá vậy, bà này nó thật sự bà từ cái
An Giang lên Sài Gòn, từ Sài Gòn dọt về An Giang cái quằn qua quằn lại biết là lúc nào tôi mới đi nước ngoài có gì à. Tôi mới từ máy bay tôi xuống. Khủng khiếp ha. Rồi bây giờ người ta nói bí ẩn mắc gì tới mình. Người ta nói bí ẩn đâu có gì tới mình đâu. Mà bà không biết là bà ở đâu. Cũng giống giống thời xưa mà bà ở tại sông Dầm Cống, bà điện qua cho cái người tình lý tưởng đó. Tại sao bây giờ các ông chưa xuống? Gia đình tôi chờ đây mấy ngày rồi. Các ông bây giờ ở đâu? Bên kia nó dạ dạ bây giờ cái như là các việc nhiều quá rồi chị, hết sức thông cảm.